Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình nha. Và như thường lệ thì mình lại tiếp tục móc tiếp với chữ L này ha. Với cái chiều dài như này này các bạn, mình cảm thấy là vẫn chưa đủ. Nên mình sẽ móc thêm vài hàng nữa rồi mình sẽ bẻ ngang qua để tạo thành một cái nhánh ha. Để tạo cái nhánh chữ L đâm ra nhé. Đó, nhánh như này ha. Các bạn cứ móc và trượt qua như này thôi. Rất là đơn giản đúng không? Tiếp tục ha. Đó. Tiếp nữa này. Rất là hay luôn đúng không các bạn? Tiếp nữa này, một mũi cuối cùng nhé. Mũi này là mũi cuối cùng này các bạn. Xoay lại và lên một móc xích này. Tiếp ha. Đó, như vậy nữa. Rất là dễ dàng và các bạn chỉ cần móc từ từ như này thôi ha. Đây. Rất là hay luôn đúng không các bạn? Rồi, phần anh đã hết một hàng rồi này các bạn. Chúng ta sẽ lên hàng tiếp theo nhé. Để mình chút xíu. Lên hàng tiếp theo này các bạn. Để xoay lại này. Các bạn lên cho mình một xích trước khi lên hàng tiếp theo ha. Lên một xích rồi bắt đầu lại đắm và móc hàng tiếp theo này. Đã. Những mũi móc đơn ha. Đơn giản như này thôi. Đó. Tiếp ha các bạn, hai mũi cuối cùng này. Bên này này. Chúng ta lại xoay lại tiếp ha, móc lên một xích nữa này. Tiếp này. Mình mới đi nhuộm tóc về đó các bạn ơi. Mình khoe cho các bạn thấy nhé. Không chính. Từ đi đi. Đó. Nhóm mũi móc như này ha. Tiếp này. Đó, thêm một mũi cuối cùng ha. Rồi, để mình so được cả cân bằng được chứ nhá. Để mình coi. Nhưng bé ngang qua đây chữ L ha. Cũng khá là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình thấy cũng ok rồi đó. Rồi, các bạn lên cho mình một xích nè. Các bạn sẽ móc những mũi móc đường theo bên ngang nha các bạn. Cái bằng đo này. Đây. Cái bằng đặt tay này này. Đo đây. Đó, nằm ở đây ha các bạn. Đó. Các đâm qua này, móc sợi len lên này. Một này. Tiếp này ha. Đó. Tiếp vào đây nữa. Hết lên thì các bạn lưu ý các bạn khởi ra ha. Đâu có gì đâu. Đợi mình uống miếng nước đã nhá. Các bạn đợi mình một chút xíu. Giật quá. Mình sẽ sốt ra các bạn. Mình khó chịu kinh khủng khiếp luôn á. Uống vào mà mệt người luôn á. Những mũi móc đơn này. Bạn cứ móc từng mũi như này thôi ha. Đó.
mình đo qua nhá, mình đo qua thử là nó đã vừa vừa chưa này. Thêm một mũi nữa ha. Đi thì đi cho nó đi mà về mẹ. Hả? Rồi mình lại xoay lại và móc ngang qua nha các bạn. Chúng ta lên một xích ha. Lên một xích. Lên một xích này. Móc đơn này. Bây giờ là mình chỉ ở trong cái phạm vi như này thôi nha các bạn. Tại vì mình móc cái chữ nhánh ra nên là các bạn lưu ý ha. Đó. Rồi tiếp đây này. Một mũi nữa ha. Rồi, các bạn lại xoay lại này. Các bạn lại lên cho mình một xích này. Móc tiếp này. Vô đây ha. Đó. Rất là dễ dàng luôn. Không có gì mà. Đây này nè. Đó. Tiếp đây này. Đó. Đây nữa ha. Rất là dễ luôn. Chúng ta cứ đi từng mũi như này thôi. Đó. Đấy. Rất là dễ luôn đúng không các bạn? Tiếp nè. Đó. Tiếp nữa. Đây nữa này. Và cái lỗ này là lỗ cuối cùng nha các bạn. Đó. Đấy, các bạn có thể thấy ha, mình đã tạo được một cái nhánh nó chia ra như này đó. Và mình móc cứ khoảng một rô dài như này nữa là đã được một cái chữ. Một cái chữ gì các bạn? Một cái chữ lơ thôi ha. Rồi. Xoay lại tiếp này. Móc lên một chữ này. Một móc xích chứ. Một chữ gì? Nhầm. Và tiếp tục những mũi móc ha. Đấy. Tiếp này các bạn. Làm vào móc xoay lên này. Móc qua ha. Tiếp tục này. Đó. Như vậy là mình đã có một chữ lơ nha các bạn.